này vô nha mọi người. Giá thì vô cùng mềm luôn nghe. Đây, giá thì mềm nhưng mà chất lượng thì xỉn mạng. Đây, cái này thì nó nhỏ hơn mọi người, tại vì loa này là 5 tấc, còn loa này thì 3 tấc thôi nha. Chiều cao thì nó tầm 70 nha. Đây, nó nặng 30kg. Rồi, phía dưới thì cũng có bánh xe luôn. 30kg thì mình đẩy nhẹ nhàng ha. Đó, đẩy nhẹ nhàng tình cảm nha mọi người. Phía sau có bánh xe nên là khi mà mình di chuyển đó thì mọi người ví dụ như muốn để yên một chỗ thì mình khóa bánh lại giùm em. Đây, mặt lưới thì cũng sẽ có nhiều màu cho mình lựa chọn ha, có màu xám, màu vàng và màu đen. Màu đen thì rất là đẹp luôn, đen tuyền nha mọi người nha. Lưới thì cũng được sơn tĩnh điện rồi nên là khi mà mình mua về mình sử dụng một thời gian dài cũng không có bị rỉ sét nè. Mặt xung quanh đó cũng sẽ có bắt tay cầm, phía sau cũng có bắt tay cầm nha. Đó, có đầy đủ hết luôn, các mặt đều là gỗ nha mọi người, gỗ ép sơn gai. Sơn gai nên là cầm nó rồi nó nhám 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 á, mà nó cũng không có bị bám vân tay hay là kiểu như bị bể vỡ. Cái này thì chống va đập, bốn chống cho mình luôn, cái gì cũng chống hết trơn. Chống va đập nè, chống nước nè, chống bám bụi luôn nha mọi người. Bo mạch của nó nha. Cái này thì cũng giống như những thiết kế khác thì cũng sẽ có cái bảng điều khiển, cái bảng màn hình LED hiển thị và Bluetooth ha. Cái này là nút nguồn nè mọi người, nút nguồn. Ở trong thì cũng sẽ có một cái bình điện 12V 14A. Thì bình điện này thì khi mà mình sạc á, mình sạc thì thời gian sạc mất tầm từ 6 đến 8 tiếng. Còn khi mà mình sử dụng thì nó tùy theo cái volume, tùy theo công suất mà mình mở. Như kiểu nếu mà mình chơi ngoài trời mở hết cỡ thì chắc chắn là nó sẽ hao hao pin hơn mọi người ha. Nhưng mà ví dụ mà mình chơi đang vui nửa chừng mà hết pin thì sao, thì mình đẩy vào mình sạc vừa sử dụng vẫn được ha. Nó không ảnh hưởng đến tuổi thọ của mình. Đây, ở đây nó sẽ trang bị cho mình hết luôn các cổng để mình là cắm USB nè, để nhớ hay là những cái thiết bị đầu ra vào đều có lỗ này, đều có jack cắm này, mình cắm ha. Jack cắm 6.5 ly nha mọi người. Ở đây thì sẽ có hai cái đèn báo để hiển thị là sạc đầy pin hay chưa, hay là đang yếu bình đó mọi người. Ở đây thì có cái cổng giáp cắm để mà mình kết nối với lại cái bình điện rời ở ngoài á ha. Loa nào thì cũng có nha mọi người nha. Đây là cổng sạc nè, cũng có những cái cổng để mình cắm thêm guitar hoặc là mic có dây ha. Còn đây là cái bảng điều khiển của mình, mình có thể chỉnh âm lượng của mic, của nhạc nè, bass, mid, jack của nhạc ha, được hết trong này luôn nè. Có echo, mic này thì cũng sẽ có cả echo ha mọi người. Và cái loa này 3 tấc mà cũng có 3 đường tiếng luôn nha, bass, mid, jack đầy đủ nha mọi người. Loa 3 đường tiếng thì cái âm thanh nghe ra nó sẽ hay hơn, nó kiểu như là nó cái âm thanh nó sẽ sống động hơn nha.